Xin chào các học sinh, cô là Huỳnh Thị Thơ, là giáo viên dạy tin học trường Trung học Phổ thông Thủ Đức. Rất vui được gặp lại các em trong bài tiếp theo của chương trình tin học lớp 11. Bài hôm trước trong chương 5, chúng ta đã học xong bài số 14, kiểu dữ liệu tẹp, và bài số 15, thao tác với tẹp. Trong bài này, các em đã được học 4 nội dung. Nội dung số 1, vai trò của kiểu tẹp. Nội dung số 2, phân loại tẹp và thao tác với tẹp. Nội dung số 3, khai báo, và nội dung số 4, thao tác với tẹp. Ngày hôm nay, chúng ta cùng củng cố lại những kiến thức đó thông qua bài số 16, ví dụ làm việc với tẹp. Các em chuẩn bị sách vở, giấy nháp và máy tính có cài chương trình Python để chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay nha. Mục tiêu bài học ngày hôm nay, các em cần nắm vững được cho cô những kiến thức sau: biết các bước làm việc với tẹp như mở tẹp, đọc ghi tẹp, đóng tẹp, hiểu các thao tác cơ bản làm việc với tẹp văn bản, biết sử dụng một số hàm thủ tục chuẩn làm việc với tẹp. Về kỹ năng, thực hiện được các thao tác cơ bản với tẹp, có thể tạo chương trình đọc dữ liệu từ một tẹp hoặc lưu trữ dữ liệu dưới dạng tẹp văn bản. Về thái độ, thái thật sự cần thiết và tiện lợi của kiểu dữ liệu tẹp, có ý thức lưu trữ dữ liệu một cách khoa học, phòng chống mất mát hoặc nhiễm virus. Giáo dục thêm về ý thức tôn trọng bản quyền. Về năng lực, khai báo kiểu dữ liệu hợp lý, hiểu nguyên lý lưu dữ liệu một cách có tổ chức. Câu 1, bài tập về nhà, tổng các số hàng lẻ. Cho dãy số gồm các số nguyên dương được ghi trong tẹp dãy số .txt. Hãy đọc các số hàng của dãy số này và tính tổng các số hàng lẻ trong dãy. Các số hàng có thể được ghi trên nhiều dòng. Đây là cái ví dụ. Dãy số TFT có 2 dòng. Dòng số 1 là chứa các số là 1, 2, 1, 3, 3 và 10. Dòng số 2 là 10, 20, 1. Thì tổng các số hàng lẻ là gồm có 1, 2, 1 cộng 3, 3 cộng 1 là bằng 155. Bên phải của chúng ta đây là cái chương trình. Đầu tiên là cô mở cái tẹp dãy số .txt, tèo đĩa D để cô đọc. Được chưa? Cô đọc hết tất cả các dòng trong cái tẹp này. Được chưa? Rồi, cô khởi tạo cái kết quả bằng 0, tức là cái tổng của cô đó, cái tổng lẻ của cô á nha. Rồi, cô sẽ cắt cái khoảng trống nha, cắt cái khoảng cách đó. Rồi, sau đó cô kiểm tra. Cô kiểm tra nếu như cái x này mà nó không phải là ký tự xuống dòng hoặc là ký tự khoảng cách thì cô sẽ chuyển cái số này thành cái kiểu số nguyên. Và sau đó cô kiểm tra cái số nguyên này chia lấy phần dư cho 2, nếu như bằng 1 tức là số lẻ thì cô cộng vào, cô cộng vào cái tổng của cô. Rồi, cuối cùng là in cái kết quả ra, và đây là kết quả. Câu 2, bài tập về nhà, phân loại dữ liệu. Cho tẹp dữ liệu có tên data.txt gồm các ký tự Latin và các ký tự số. Các ký tự có thể ghi trên nhiều dòng. Hãy đọc dữ liệu từ tẹp data.txt và phân loại ra dạng ký tự Latin và ký tự số. Ký tự Latin ghi vào tẹp latin.txt, ký tự số ghi vào tẹp chữ số.txt. Các ký tự được ghi lần lượt theo thứ tự xuất hiện trong tẹp data.txt. Bên dưới là cái ví dụ. Đây là cái chương trình minh họa. Đầu tiên cô sẽ mở cái file data.txt ra cô để đọc. Được chưa? Cô khởi tạo cái file chữ số để cô ghi chữ số, cái Latin để cô ghi ký tự. Rồi, cô đọc tất cả các dòng trong cái file F. Được chưa? Rồi, cô sẽ khởi tạo hai cái alpha và digit này là để rỗng, để xíu nữa cô thêm vào, cô thêm cái ký tự số vào digit, ký tự chữ vào alpha. Cô duyệt cái danh sách của chúng ta nha. Rồi kiểm tra, nếu như là số thì cô thêm vào cái digit, nếu là chữ cô thêm vào alpha. Rồi, và cô kiểm tra điều kiện để cô in ra, và cô đóng cái hai cái file của chúng ta vừa ghi xong. Rồi, đây là cái kết quả. Được chưa? Chữ số của chúng ta lưu vào một file, chữ ký tự chúng ta lưu vào một file. Ví dụ 1, sách giáo khoa trang 87 tin 11. Một trường trung học phổ thông tổ chức cho giáo viên và học sinh của trường đi cắm trại sinh hoạt ngoài trời ở vườn quốc gia Phương. Để lên lịch đến thăm khu trại các lớp, thầy hiệu trưởng cần biết khoảng cách từ trại của mình
ở vị trí có tọa độ là 00, đến trại của các giáo viên chủ nhiệm. Mỗi lớp có một khu trại. Vị trí trại của mỗi giáo viên chủ nhiệm đều có tọa độ nguyên XY, được ghi trong tệp văn bản trại.txt. Như vậy, tệp trại.txt chứa liên tiếp các cặp số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách và không kết thúc bằng ký tự xuống dòng. Bên phải của chúng ta là cái chương trình. Ví dụ đây là cái file trại của chúng ta. Rồi, đây là cái chương trình kiểm tra cái khoảng cách. Và đây là kết quả. Ví dụ 2, sách giáo khoa trang 87, tin 11. Tính điện trở tương đương. Cho 3 điện trở R1, R2, R3. Sử dụng cả 3 điện trở để tạo ra 5 mạch điện có điện trở tương đương khác nhau bằng cách mắc theo các sơ đồ nêu ở hình 17. Mỗi cách mắc sẽ cho một điện trở tương đương khác nhau. Cho tệp văn bản RESIST.DAT gồm nhiều dòng. Mỗi dòng chứa 3 số thực R1, R2, R3. Các số cách nhau một giáo cách. Trong đó R1, R2, R3 lớn hơn 0, nhỏ hơn hoặc bằng 10 mũ 5. Chương trình đọc dữ liệu từ tệp RESIST.DAS và ghi kết quả vào tệp RESIST.EQU. Mỗi dòng ghi 5 điện trở tương đương của 3 điện trở ở dòng dữ liệu vào tương ứng. Bên phải đây là cái chương trình. Chương trình tính điện trở tương đương. Đầu tiên là chúng ta mở cái file RESIST.DAS ra để đọc tất cả các dòng. Rồi chưa? Rồi chúng ta cắt chuỗi theo dòng để tạo list. Cắt chuỗi theo khoảng trắng để tạo cái danh sách. Rồi chúng ta mở cái file RESIST.EQU ra để chúng ta ghi vào. Rồi phía dưới này là chúng ta tính cái điện trở tương đương để chúng ta ghi vào cái file. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã xong cái ví dụ làm việc với tệp. Bây giờ là các câu hỏi củng cố kiến thức. Câu 1. Trong ngôn ngữ lập trình Python, cú pháp mở tệp để đọc. Câu A đúng. Câu 2. Trong ngôn ngữ lập trình Python, cú pháp mở tệp để ghi. Câu B đúng. Trong ngôn ngữ lập trình Python, cú pháp mở tệp để ghi thêm nội dung. Câu C đúng. Câu 4. Trong ngôn ngữ lập trình Python, cú pháp đọc tệp. Câu A đúng. Câu 5. Trong ngôn ngữ lập trình Python, hàm tail dùng để làm gì? Câu A đúng. Câu 6. Trong ngôn ngữ lập trình Python, hàm seek mở bậc đơn k đối bậc đơn dùng để làm gì? Câu B đúng. Câu 7. Trong ngôn ngữ lập trình Python, phương thức readline dùng để làm gì? Câu C đúng. Câu 8. Trong ngôn ngữ lập trình Python, phương thức readline dùng để làm gì? Câu D đúng. Câu 9. Trong ngôn ngữ lập trình Python, cú pháp ghi tệp. Câu D đúng. Câu 10. Trong ngôn ngữ lập trình Python, cú pháp đóng tệp. Câu C đúng. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các em học sinh. Xin thân ái chào các em.